Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Và ngày hôm nay thì bên Thế Anh ô tô lại vừa vào thêm một mẫu xe thuộc phân khúc hạng A đến từ chất lượng của Hàn Quốc, đó là chiếc Kia Morning sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, tổng thành xe là màu bạc mọi người nhé, sơn xi đây, còn tương đối là đẹp. Và xe thì là vẫn là la răng thường nhé, là lốp khe rãnh nhé. Và phần nội thất đây, nội thất của xe được thiết kế hai màu này, trần da đây, màu đen, đồ nhựa táp ly nhé, chân viền kính như là được mạ chrome này, để từ những chỗ đường chỉ táp ly cũng thế này, bác chủ dán thêm gioăng cao su đây. Tắp đi nhé, thất ghế da mô lăng ba chấu này, một mẫu xe hatchback rất là nhỏ gọn, đi lại các đường phố ngõ ngách thì rất là tiện lợi mọi người nhé. Đây là phần thiết kế cụm đèn pha của xe đây. Đèn pha này đã được bác chủ dán bộ đèn can màu vàng nhé, mặt ca lăng này. Cam phí em này thì đến tháng 7 năm 2021. Chiếc xe này thì em cam kết là không có lỗi nhé, không có tai nạn ngập nước, nên là mọi người cứ yên tâm về chất lượng của xe. Chỉ với 125 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được xe rồi. Một mẫu xe rất là kinh tế, và đồ đạc phụ tùng thay thế của em nó thì tìm tương đối là dễ và rẻ nhé. Phần đồ nhựa táp ly đây rất là sạch sẽ, không có chảy xước gì cả nhé. Máy số gầm bệ chất, chỉ với 125 triệu đồng thôi. Ghế da đẹp, xe không lỗi. Mọi người mà đang quan tâm xe thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 nhé, để em tư vấn hỗ trợ, cũng như là lịch xem xe và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và chỗ em thì hiện tại là không có bị cấm phong tỏa gì cả nhé, nên là bà con xuống xem xe thì cứ đi lại bình thường luôn, không có vấn đề gì đâu. Một mẫu xe tránh dịch đi chơi Tết với giá chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Và dòng Kia Morning này thì khá là phổ biến tại thị trường Việt Nam của chúng ta rồi. Xe rất là lành, và lại chạy thì rất là tiết kiệm nhiên liệu nhé, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Xăng ăn chỉ tầm khoảng gần 6 lít thôi, rất là kinh tế. Đây phải cần khoan động cơ của xe đây, rất là khô ráo, máy nổ êm. Chỉ với 125 triệu đồng thôi nhá. Có anh chị mà ưng xe thì vui lòng liên hệ em, và bên em thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Nếu mọi người ở xa mà ưng xe thì vui lòng liên hệ em, cọc trước xem 30 triệu nhá, em sẽ gửi xe lồng vào cho bà con. Và xe lồng bên em thì đi dọc tuyến quốc lộ 1. Hiện tại thì bên em còn khoảng tầm hơn chục chiếc nữa. Mọi người có thể ưng xe, đang tìm lựa chọn xe đi chơi Tết thì vui lòng liên hệ em nhé, xuống xem xe trực tiếp để tham khảo xe bên em. Còn cũng rất là nhiều xe từ bán tải này, rồi là phân khúc C, phân khúc D, SUV đầy đủ cả bà con nhé. Đấy, mọi người mà ưng xe thì vui lòng liên hệ em. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.